nếu ra và để tôi ông Toản là lão tướng của về tuổi tác rồi thì không nói rồi, nhưng mà vấn đề mà nói về kể cả lão tướng của tập đoàn đấy cũng là lâu rồi, 4-5 năm nay rồi, nhưng mà không quen anh em mới lên sức thì tôi chưa sang thôi, nhưng mà cũng là lần thứ hai giao lưu anh em đấy, thì coi là trước tiên là coi là lần thứ hai thì xin chúc mạnh khỏe đã. Và chúng ta hết một phát đây là bữa tiệc, hôm nay là bữa tiệc rất vui. Rồi rất vui. Có bia hôm nay là có bia có nhóm cá vui nhờ. Hồ nha, hồ nha. Và xuống đây, xuống đây. Ai cũng nước là chó nhá. Không được. Nói lên được không? Được. Lên nào đây, vỗ tay lên nào. Ít. Ở đây thanh niên bây giờ nhiều tuổi rồi nhưng ít. Bây giờ 100% rồi, ta chưa bật một tiếng lúc nào cả. Vẫn còn đã uống xịt đấy. Có mình thế này là hay. Vẫn còn bên này kẹp nữa. Nói nghe mình cũng đủ thôi nào. Thiếu anh Sơn nữa thôi thì anh ăn cơm ở nhà người yêu. Chứ ra được thì cho anh em mình nên làm cái nào. Ờ, làm cái đi. Đấy. Anh ơi. Mày bận tập lái xe hay là? Dạ. Tập lái xe à?